Tin Trung Phi Các giám mục Trung Phi lên án các vụ hành quyết những người bị cáo buộc là phù thủy. Tại Trung Phi, các cáo buộc về phù thủy thường gây ra các vụ hành quyết những người vô tội. Hội đồng giám mục Trung Phi đã thảo luận vấn đề khó khăn này tại đại hội thường niên được diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 6 tại Verperity. Trong bức thư công bố của đại hội, các giám mục đã lên án hiện tượng gian trá của phù thủy hiện tượng này gieo rắc sợ hãi nghi ngờ đau khổ đe dọa những người trẻ chia rẽ các gia đình và cộng đồng làm chậm sự phát triển của đất nước và gây ra cái chết đối với các ngài kết án một ai đó là phù thủy là sự vô nhân đạo các ngài viết khi ai đó bị cáo buộc là phù thủy người đó bị truy đuổi làm nhục tra tấn và hành hình cho đến chết một số người còn bị chôn sống sau khi bị hành hạ và đón nhận tất cả các khổ hình trên mình hầu hết những người bị kết án thường là những người trẻ những người đang hết sức làm điều tốt cho cộng đồng các giám mục cũng đồng ý theo cùng một mục đích và nhấn mạnh rằng sự mong manh yếu đuối của con người thể hiện qua bệnh tật tai nạn thất bại ác ý của người khác và sự chết thì chẳng liên quan gì đến phù thủy, nhưng chỉ đơn thuần là nguyên nhân tự nhiên. Cuối cùng, các giáo mục của Trung Phi đề nghị, mọi người hãy đào sâu đức tin, cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Các ngài xem đó là một bức tường thành chống lại sự ác và hiện tượng sự dữ hiện nay.